chào quý chị và các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Thì trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng Exciter 150 và Exciter 155 thì đủ màu cho anh chị và các bạn ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Luyến sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Luyến ạ. Hai cả nhà nha, lại là em Luyến đây, tiếp tục review cho cả nhà về những em xe hot hot nhất trong tuần vừa qua ha. Thì được câu hỏi nhận nhiều nhất trong tuần vừa qua chính là dòng xe Exciter 155. Thì hôm nay lên cho cả nhà về một vài mẫu xe sơn độ mới ra tại cửa hàng luôn ha, mới sơn lên luôn cho cả nhà cùng tham khảo này. Thì mọi người khi mua xe đừng quên liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo 0905 299 064 của em Luyến ha, sẽ được hỗ trợ ngay 2 triệu đồng tiền ăn xe này, hỗ trợ một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng và rất nhiều quà tặng khác. Số điện thoại và Zalo em Luyến sẽ ghi ở dưới màn hình ha. Đây, cái bên đây là một em xe ẹt màu vàng này, màu vàng rất là đẹp luôn, vàng kim lấp lánh luôn cả nhà, vàng từ đầu đến chân luôn. Bắt đầu là một em về mâm này, phần mâm của em này này là mâm chữ Y nha cả nhà, mâm chữ Y này rất là đẹp luôn, mọi người thấy không? Tiếp tới hơn là về dàn áo thì màu này là màu vàng kết hợp với màu trắng và màu đen nha cả nhà, màu này là màu sơn độ lên ha, kết hợp thêm gác chân màu vàng này và chống độ trước chống độ sau màu vàng này, nhìn rất là lấp lánh luôn cả nhà. Sở hữu một em này chỉ với giá 5 triệu đồng, tin được không? Nhanh tay alo trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo của Luyến này sở hữu ngay vào em với giá cực kỳ ưu đãi ha. Thì mọi người khi mua góp chỉ cần đơn giản, chỉ cần duy nhất chứng minh nhân dân là căn cước công dân thôi. Giá xe tại của em này đang dao động ở mức giá từ 42.900 đến 45.900 tùy phiên bản chìa khóa thường hay chìa khóa smart key ha. Thì em này có cả hai phiên bản nha cả nhà, chìa khóa thường và chìa khóa smart key thôi. Trả trước 5 triệu mua xe xong thì tặng lại 2 triệu đồng khi có liên hệ trước với em Luyến ha. Thì ngoài mẫu này ra thì có một vài mẫu mới sơn độ lên này, mọi người thấy không? Đó, số màu đấy. Dạ, rất là nhiều mẫu đẹp luôn này. Đây là một vài em xe sơn độ rất là lạ luôn. Tuy là những màu này thì là không xa lạ với các bạn nữa, nhưng mà nay cửa hàng đã độ lên thêm vài mẫu theo tem mới nữa cả nhà. Đây như em này là em màu xám vàng đen này, mọi người thấy không? Em này thì rất là hot rồi, mẫu quốc dân cho cả nhà luôn rồi. Tiếp tới em này là em màu tím titan này, mọi người thấy lạ không? Nay thì có thêm tem racing này, kết hợp thêm màu trắng này, độ thêm số 39 thằng tài, mọi người thấy không? Phải là nhỏ này và thêm một cái tem racing nhỏ này, mọi người thấy không? Tạo tuy là một vài tem nhỏ xíu thôi nhưng mà nó tạo điểm nhấn cho em xe rất là đẹp luôn, mà trông rất là lạ luôn mọi nhà. Ai mà muốn xe độc xe lạ thì nhanh tay nhắc máy gọi liền cho em Luyến ha. Đây một vài mẫu này, màu xanh lá này. Một siêu phẩm Exciter 155 nữa này. Xanh lá nhưng không phải xanh lá nha cả nhà. Đây màu vàng trắng đen này, rất là đẹp luôn. Ngoài màu này ra thì cửa hàng có hỗ trợ sơn độ rất là nhiều màu nha. Giá dao động từ 42.900 đến 44.900 đối với màu sơn độ nha cả nhà. Mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. 155-50 đi em. Con này 150 luôn. Em này là màu tím 14 này, màu này thì rất là chuộng luôn. Bữa có một anh khách hỏi em là cửa hàng em còn màu này không và hiện tại giá nó bao nhiêu đúng không? Rất nhiều bạn là sợ hết hàng rồi, nhưng mà ví dụ anh em sợ hết hàng á, có những tin trước cho Luyến ha, nó sẽ hỗ trợ sơn độ lên cho cả nhà. Em này hiện đang có mức giá là 42.900 luôn nha cả nhà, và trả trước 5 triệu là đã có thể lên hồ sơ trả góp rồi. Mọi người ưng xe nào hoặc là thích xe nào rồi đó thì cứ alo nhấc máy gọi liền cho em Luyến ha, sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền ăn xe này, cũng như hỗ trợ rất nhiều phần quà tặng trong cửa hàng khác nha. Rồi, ok. Thì đó mình báo nhanh dòng Exciter 150 và 155 á. 155 thì hiện tại có đủ màu cho anh chị các bạn nha. Ở đây thì mình lướt sơ sơ thôi. Các bạn nào mà muốn mua cái màu nào á thì chịu khó mình nhắn tin qua Zalo á. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip á. Mọi người xem thì nhớ like chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại á.